Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel và đây là Em Trai. Chuyên mục Bao Văn Cuộc Sống. Bọn mình là thành viên mới của Em Trai. Và bọn mình có nhiệm vụ đó chính là kiểm chứng những mẹo vặt ở trên Internet, hay cụ thể hơn là YouTube, để xem là nó có thực sự có ích không và nó thực sự khiến cuộc sống mình trở nên dễ dàng hơn không. Và cụ thể hơn là hôm nay bọn mình sẽ check những mẹo vặt gấp quần áo. 13 tiêu chí bọn mình đưa ra đó là có dễ làm không, có tiết kiệm thời gian không và có thực sự cần thiết không. Bắt đầu thôi. Mẹo vặt đầu tiên thì bọn mình đã chuẩn bị một tấm bìa ở đây. Đúng. Một tấm bìa đã được cắt làm 6 phần bằng nhau và dán như đúng trên video. Để tiếp theo mà bọn mình cần để chuẩn bị mẹo vặt này, để làm mẹo vặt này. Đấy chính là... Ôi bừa thế. Trời ơi, nhiều quần áo quá. Thật là nhiều đồ. Hết quần áo ơi. Giá như có một cách nào đấy để giúp mình gấp đống quần áo này mà không tốn nhiều thời gian nhỉ. Thế thì chúng mình phải xem mẹo vặt cuộc sống rồi. Với mẹo vặt đầu tiên thì bọn mình sẽ chỉ sử dụng áo phông. Vì đó trên video đã nói. Đấy, với mẹo vặt đầu tiên này thì Minh Múc sẽ sử dụng tấm bìa cắt tông này. Còn mình sẽ gấp bằng cách thông thường. Đây nha, bọn mình sẽ tính giờ. Bắt đầu xem máy gấp nhanh nữa, mình sẽ gấp theo cách truyền thống. Và mình sẽ sử dụng cái bảng này. 1, 2, 3. Ta-da. Thực ra thì thời gian nó cũng ngang ngửa nhau, nhưng mà về chất lượng thì rõ ràng được gấp vào cái bảng giống đây nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi, thời gian thì ngang nhau nhưng mà về thành quả thì thực sự là gấp bằng bảng của Minh Múc trông có vẻ khá khẩm hơn rất là nhiều. Ít ra về ngoại hình nó đẹp hơn. Ừ. Nhưng mà trên các tiêu chí của mình thì bây giờ mình chấm nhỉ. Ừ. Đầu tiên là nó có dễ làm không? Có. Cái việc chuẩn bị cái tấm bìa này thì đương nhiên mất thời gian một chút. Cũng hơi mất thời gian một chút nhưng mà mình có thể tái sử dụng rất là nhiều lần. Nó có tiết kiệm thời gian không? Thực ra thì cũng xem, nhưng mà vì cái kết quả chất lượng nó mang lại đẹp hơn nên mình vẫn đánh giá là có. Và cuối cùng là nó có cần thiết không? Cần thiết chứ, ai mà chả cần một chiếc tủ quần áo gọn gàng để có thể dễ dàng lựa chọn quần áo. Không, em cần một người em nhỏ. Chứ là em không dùng nhưng mà cần thiết. Mẹo vặt thứ hai. Tiếp, đến mẹo vặt thứ hai luôn. Mẹo vặt thứ hai này là một cái mẹo vặt mà đã rất là quen thuộc đối với các bạn rồi. Đối với những bạn mà làm ở các shop quần áo ấy thì mình cũng thấy các bạn gấp bằng cách này cho nhanh. Các bạn cần phải túm vào 3 điểm ở chiếc áo. 1, 2, 3 và 3 điểm này có khoảng cách bằng nhau. 1, 2, 3. Thế ra trông ở tôi ở trông nó kiểu thành hình chữ nhật chứ nó không vuông vắn ấy. Thế thế nhỉ? Mình có muốn thử lại không? Thử mở nó ra làm lại xem mà. Nó thử lại lần nữa xem mà. Khó nhỉ? Đấy. Rõ ràng nó là cái để khiến cuộc sống mình dễ dàng hơn cơ mà. Nhanh lắm mà, kiểu mọi người sạc ấy. Không vuông rồi này. Thực ra đối với cái mẹo vặt này mình dám cá là các bạn ở nhà cũng chắc là có nhiều bạn cũng làm được đấy. Đấy, trông nó đã khá khẩm hơn một chút rồi. Nhưng mà cái mẹo vặt này cần nhiều sự tập luyện hơn một chút. Cũng được. Nhưng mà tôi đánh giá nhở, có dễ làm không? Thử như thế này, không dễ lắm. Cái này mình nghĩ là kiểu ai làm nhiều làm quen tay thì sẽ thấy nó quen ý. Thì sẽ thấy nó hợp lý hơn ý. Có dễ làm không và có tiết kiệm thời gian không là thực sự cần một thời gian luyện tập. Tùy thời gian. Còn có cần thiết không? Cần thiết thì... Có đẹp mà. Thực sự cần thiết đối với những bạn mà cần tốc độ gấp quần áo nhanh. Còn những bạn muốn mở shop để làm nhân viên bán quần áo. Ok, và đó là xong cái mẹo vặt về áo. Bây giờ thì bọn mình sẽ chuyển sang mẹo vặt về quần. Với mẹo vặt đầu tiên này thì bọn mình sẽ... Bước một là phải gấp đôi cái quần lại đó. Nhưng mà mình vẫn sẽ là người phải gấp quần như bình thường. Mà vẫn là gấp. Tiếp theo là... Mẹo ở đâu vậy? Gấp đi, mẹo vặt có sao? Ủa, đây rõ ràng không phải mẹo. Tôi chọn gấp theo cách thông thường. Thực ra trên mẹo vặt thì nó sẽ là phải cuộn quần lại. Sau đó là bỏ một ống quần ra. Sau đó cuộn tiếp. Tôi lộn cái ống này ra, bọc quần vào. Không biết sao ấy. Trông mà cùng cánh ấy Minh. Đây. Nó sẽ thành một bó như này đúng không? Rồi. Xong rồi khi mà bỏ vào tủ quần áo thì mình sẽ không biết cái quần nào với cái quần nào, vì cái quần nào cũng sẽ bị lộn trái như thế này. Đấy, thì quay trở lại với tiêu chí đánh giá bọn mình. Tiêu chí đầu tiên là có tiết kiệm thời gian hay không? Không nhỉ? Hình như mình thấy không tiết kiệm cho lắm. Có dễ làm không?
dễ. Không, nó dễ, nó dễ, nó dễ thật. Nó dễ, chỉ cần cuốn vào xong rồi lộn ngược lại thôi mà. Và nó có cần thiết không? Không. Trong tỷ cái góc quần thì mình vẫn thấy cái này không cần thiết. Cái góc quần thứ hai, mẹo vặt thứ hai. Thì bước 1 vẫn là gấp đôi cái quần lại. Gấp đôi quần lại. Tiếp theo là như nào nhỉ? Gấp cái phần này nhỏ xuống này. Khó chịu nhỉ? Cứ gấp đi, không sao mà. Không, em cảm thấy bị sỉ nhục. Đây, rồi là nhét nhét vào trong. Rồi, xinh. Cũng xinh đúng không? Nhìn gọn gàng đấy chứ. Thật ra mình đã thử rất nhiều lần rồi, mình mới gấp được đẹp như thế này. Thực ra đối với cái mẹo vặt này thì mình thấy là nó sẽ được cái lợi ích là nó chắc. Thế là mình bỏ vào tủ quần áo nó sẽ không bị bung ra ấy. Thỉnh thoảng mà tủ quần áo của chị nó hay bị đổ ấy. Tại sao cái tủ nó lại đổ được? Không phải, cái trông quần áo của chị nó hay bị đổ xuống ấy. Với cả mình thấy cái này cũng là một cách hay vì mình biết được quần nào với quần nào chứ nó không phải lộn trái như là cách gấp trước. Rồi, vậy giờ mình bắt đầu kiểm chứng theo 3 tiêu chí. Đó là 1. Có dễ làm không? Dễ. Dễ. Có tiết kiệm thời gian không? Nó có đương giá nhiên trị là về nó lâu không... về dài. Đúng rồi, nó sẽ không tiết kiệm thời gian so với cách gấp truyền thống. Nhưng mà với, khi mà mình muốn lấy quần áo từ trong tủ ra thì nó sẽ lúc đấy nó có giá trị hơn, nó có tác dụng hơn. Và nó sẽ không bị kéo đổ những cái quần khác. Và cách thứ 3 là nó có cần thiết không? Tiêu chí thứ 3. Cần thiết đối với những bạn mà không muốn bị đổ chồng quần áo giống bạn mình. Bạn nào có nhiều quần áo, còn như mình thì mình vẫn chọn treo quần. Hả? Quần cũng treo, áo cũng treo. Đúng. Cái gì cũng treo. Nói về mẹo vặt mà em không biết thì em nghĩ đó là mẹo vặt dùng bìa để gấp quần áo. Chị cũng thế. Thực ra mình, bọn mình đều đồng ý là bọn mình thích cái mẹo vặt đấy nhất tại vì làm vui nhất và... Nó vui mà nó dễ đi lừa trẻ con để gấp ý. Không, và nó cũng gấp đẹp ý. Không, không lừa, không lừa, không lừa, không lừa ai hết. Mình không thể lừa ai hết. Không lừa đảo. Nhưng mà cái mẹo đấy thì cho ra cái thành quả mà mình thấy là ức nhất. Thì team kiểm chứng mẹo vặt cuộc sống ngày hôm nay đã kiểm chứng mẹo vặt gấp quần áo. Thì không biết là có những mẹo vặt nào mà các bạn muốn team kiểm chứng để xem những mẹo vặt nào khiến cuộc sống thực sự khó khăn hơn. Hay là có những mẹo vặt mà nó có thể giúp ích được cho cuộc sống của các bạn thực sự. Thì hãy gợi ý. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem. Và nếu thấy hay thì hãy ấn like, share cũng như là subscribe cho channel nhé. Bye bye. Bye. Yeah. What?